ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đây á, ở đây á, úi rồi ở đây á, ở đây á, úi rồi ở đây á, à, ui, bắt cả trưởng còn tí máu này, sáu máu này, oh my god còn sáu máu này. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với sốc ác chính thức của Sĩ Kẹo, sốcsikẹo.vn, uy tín chất lượng nhanh chóng, thử vận may free fire 15k, 50k, 100k, 150k với cơ hội trúng ác siêu vip, lật hình trúng thưởng, quay kim cương với tỷ lệ nổ hũ cực lớn. Hello, chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của Sĩ Kẹo nha. Ui, thằng nào bắn kinh thế nhở? Ui, vãi cả trường. Chạy qua vả nó luôn chứ anh em ơi, sao phải ngại nhở? À đây rồi, đây rồi em ơi. Mày này, chạy nổ không em? Rồi nha, ok, một mạng đầu tiên luôn. Ngày hôm nay trong video này thì mình cùng anh em sẽ cùng test cái cây súng AN94 thảm họa trong phiên bản OB20. Đơn giản là mình nhìn thấy một cái comment này. Đấy, anh em bảo là AN94 phiên bản OB20 mạnh lắm anh ơi, anh test thử mà coi. Ui, vãi trưởng, câu liệu kinh thế nhở? Được, cứ giỏi qua đây em, anh lại sợ chú quá cơ. Thì anh em bảo là AN94 phiên bản OB20 rất là mạnh luôn, thế nên là mình cũng đang kiểu hóng hóng. Hôm nay này, test luôn cho anh em xem này. Đấy, mình thì mình thấy nó vẫn thế, nhưng mà AN94 thì có vẻ như là phiên bản này bắn nó đỡ giật hơn, cũng như là anh em kéo tâm bằng AN94 nó khá là dễ. Kiểu như là lúc nãy mình kéo vút nhẹ nhàng cái thằng bé lên bản điểm số luôn. Ui, vãi, làm gì đông thế? Đâu rồi, vừa thấy bên này có người cơ mà. À, ngay phía chỗ này, tưởng gì cơ. Ui, vãi, gì thế hả? Úi dồi, phải nói là AN94 thì bắn nó khá là ngon anh em. Hiện tại thì mình đang dùng skin AN94 thảm họa nhá, anh em lưu ý nhá. Chứ còn là AN94 thường thì mình nghĩ là nó cũng bình thường thôi, thật sự là không đến mức gọi là ngon quá. Đối với cây súng mà mình thấy là nó rất là ngon trong phiên bản OB20, đấy là XM8 thảm họa. Ôi, tức là mỗi cây súng nào mà có thêm chữ thảm họa đằng sau thì anh em thấy không ạ, sức mạnh nó cứ phải gọi là khủng khiếp đúng không? Rồi nhá, ok, chuẩn bị lên trên nào. Đâu rồi nhở? 32 người chơi thôi, từ từ thôi. Từ từ đi kiếm kill nào mọi người. Hello, hello. Ôi thôi rồi, cái kiểu này kiểu chạy xe ngu rồi. Đùa, ai lại thế này, nghe mày chạy xe ngu này hỏng rồi. Đậu xanh. Ui, mình phát hiện ra rằng là AN94 phiên bản OB20 ấy, là các bạn không thể trang bị được nòng súng, nên là mình lượm được nòng súng cái mình vứt luôn à, mình đâu có xài đâu. Lên phía trên thôi. Lần này thì mình đã kết thúc cái loạt series thám tử Free Fire. Nếu như mà anh em thấy hay mà anh em muốn kẹo ra thêm video về thám tử Free Fire thì các bạn hãy comment ngay bên dưới video này nhé. Hoặc là anh em có cái ý kiến gì các bạn hãy đừng quên đấy là hãy comment ý kiến cá nhân của anh em ngay dưới mỗi video của Sĩ Kẹo. Ok, thì nếu như mà anh em góp ý thì mình sẽ ghi nhận và sửa đổi nó. Ví dụ như là trong những video tiếp theo là mình cho nhạc nhỏ hơn hay là như nào đấy là phụ thuộc vào anh em. Anh em có gì các bạn hãy cứ thông tin phản hồi lại cho mình nha. Cũng như là hôm nay thì là một cái tuần mới, kẹo chúc anh em tuần mới vui vẻ và tràn đầy năng lượng nhỉ. Bạn nào xem video thì đừng quên đấy là hãy để lại cho mình một lượt like và một lượt chia sẻ nhá. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Thì đây, một cái trận đấu solo ấy, thật ra thì anh em mà đi solo, anh em đi kiếm top 1 nhiều khi là các bạn kiếm người mãi không ra cơ. Dạo này thì anh em thấy không ạ, tức là rất là nhiều thanh niên thủ nhà luôn, người ta gọi là thủ đủ mọi chỗ luôn. Đặc biệt là anh em khi mà anh em chơi rank càng cao, toàn gặp phải mấy thanh niên thủ nhà để giữ danh. Riêng kẹo thì kẹo không bao giờ quan trọng mấy cái việc danh nó là gì cả. Quan trọng là một trận đấu, làm thế nào kiếm được 10 kill và top 1. Đấy mới là điều mà mình quan tâm thôi, chứ còn anh em cứ lôi danh ra để so sánh trình á. Mình thấy cái đấy nó không đúng lắm. Số nhau ok. Đậu sai này. Chuẩn bị, let's go. Nào. À đủ. Mình thấy là có người quanh đây cơ mà. Chắc chắn là nó gần đây thôi anh em ơi. Ok, đậu xanh nhở. Lúc nãy là có một đứa gài mìn, vậy là khả năng cao có người nhưng mà lại không thấy cơ. Thôi thì cứ chạy xuống phía dưới này, biết đâu thằng bé nó chạy xuống dưới từ nãy đến giờ rồi đúng không nào. Nên là chúng ta xuống luôn.
30 người chơi nữa vẫn đang rất là đông. À quên nhỉ, hôm nay chưa mua cái con nhân vật Zota, tôi trải nghiệm cho anh em xem nhỉ, lát mua. Thế anh em có bảo với tôi là con nhân vật Zota nó bá đạo lắm anh ơi, tôi thấy là nó cũng hơi bá đạo ấy. Tức là khi mà các bạn cầm tiểu liên hoặc là khi anh em cầm shotgun bắn vào địch thì ok, giết xong thằng địch là tối đa là anh em được cộng thêm 40 máu. Ui, rất là ngon, rất thích hợp cho những thanh niên gọi là thích solo squad. Để nạp máu nhanh thì nó là một điều vô cùng tuyệt vời. Nếu như mà anh em kết hợp thêm cái tính năng của con trợ thủ gấu trúc thì phải nói là khá là bá đạo đấy. Rồi nha, ok. Đây thì nói chung là anh em yên tâm, chiều lên video rảnh tôi mua cái con nhân vật Zota, xong là sẽ trải nghiệm cho anh em xem, kết hợp cùng với gấu trúc nữa. Đấy, combo hoàn hảo đấy, combo hoàn hảo trong OB20, nhân vật gọi là xịn sò nhất. Nhưng mà mình thấy vẫn không ngon lắm, nên là mặc dù nếu mà có chơi nhân vật Zota đi nữa thì chắc là mình vẫn sẽ add thêm tính năng Kelly. Bởi vì là mình là thích chạy nhanh, anh em ấy thích những con nhân vật nào có tính năng chạy nhanh. Như Alok này cực tiện khi mà anh em chạy bo nhá. Chạy bo vừa bật chiêu lên này, đấy, máu vừa tăng này, tăng tốc độ chạy này đấy. Nó rất là hay luôn. Rồi nha, ok. Đậu xanh, các ông thấy khổ không? Các ông thấy khổ chưa, đã bảo gì cơ. Thường thì các bạn chơi solo thế này ấy, chạy mệt nghỉ luôn. Nhiều khi là chạy mệt nghỉ thật luôn ấy, chạy mãi không thấy ai á. Nên là nó cũng hơi chán chán thật. Nhưng mà thôi không sao anh em, đôi khi là như thế thì anh em mới thấy được rằng là à, một mình bố mới cân cả bầu trời. Ok, một mình bố mới cân cả game luôn, kiểu như thế. Và đôi khi này tôi cũng có suy nghĩ như thế, lo gì đâu. Solo anh em cứ một mình anh em gáy đôi khi lại thoải mái đúng không nào. Chơi team thì các bạn sẽ phải phụ thuộc vào đồng đội này, rồi là loot đồ, không được loot hết đồ. Đấy, đâm ra là trang bị nó cũng nghèo hơn này. Còn anh em mà cứ chơi solo thì anh em loot đồ thoải mái. Đấy, không ai cấm cả. Rồi nha, ok. Vẫn là một cái combo, người ta gọi là combo này, tôi không biết là nó có ổn áp hay không. Nhưng mà AN94 thì mình ít chơi lắm. Với phiên bản OB20 này có lẽ là mình sẽ phải nhìn nhận lại về cái cây AN94. Khi mà AN94 của mình có skin thảm họa và bắn khá là được. Mỗi tội là nghe cái tiếng của nó như kiểu là anh em lấy tay gõ vào gỗ ấy, hoặc lấy cái gì gõ vào gỗ ấy, kêu cộc 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 cộc. Kiểu nó khá là lạ tai anh em ạ. Một sự khác biệt. Ui. Đấy, anh em thấy không ạ? Nghe như những cái tiếng gọi là gõ vào gỗ ấy. Thôi không sao, chạy xuống vào nó luôn anh em. Ui ui ui, anh ơi, đừng. Phải cả trưởng. Đậu xanh, mấy cái nút bắn không biết là mình cài sao anh em ấy tự nhiên thấy mấy nút bắn khó chơi quá. Hay là 4-5 ngày rồi mình không động tay vào game nên là nó hơi gượng đúng không nhỉ? Anh em yên tâm, cứ bình tĩnh. Anh em cứ bình tĩnh và tin tưởng ở tôi, không phải lo. Nào. Úi dồi ôi, làm sao đấy? À, mày chạy à? Ui. Phải nói là đam cái sát thương gây ra từ cây AN94 rất là ổn đối với skin súng thảm họa luôn. Nhưng mà có một điều là mình không thích cái âm thanh bắn súng của AN94 lắm. Bắn nó cứ kêu cộc kiểu nản ý. Phải chở nhỉ? Đấy, nhưng mà không sao, theo yêu cầu của anh em mà. Anh em muốn kẹo test skin súng gì nữa không nhở? Thì lâu lâu tôi làm cái video gọi là so sánh skin này và skin kia đấy. Kiểu so sánh giữa hai skin. Rồi nha, ok. Let's go nào. 18 người chơi nữa hóng thôi. Tập này chỉ hóng thôi. Mình có biết là ở cái khu thung lũng này thì còn ai nữa không ấy? Chắc là không đâu, thôi thì lên trên xíu đi. Cơ bản thì vòng bo hiện tại vẫn đang rất là to luôn. Nên là tôi chạy thì cũng phải nói là chạy mệt nghỉ. Đừng đùa, chạy đúng mệt nghỉ luôn anh em. Lên trên nào. Khổ không? Riêng mà anh em chơi squad thì đôi lúc cũng gặp mấy cái team nó thủ nhà ấy. Thôi anh em ơi, đây là game sinh tồn, anh em đừng thủ nhà nữa. Ra đây và chiến đấu như những người đàn ông đi. Khổ thật. Nhiều khi tôi tìm anh em tôi chả tìm được. Đấy, tầm này đang còn tận 15 thanh niên cơ mà. Nhưng mà có thấy ai nữa đâu. Nó khổ là khổ ở chỗ đấy anh em ạ. Rồi nhá, bạn nào mà xem video chưa like thì anh em nhấn nút like giúp mình nhá. Cũng như là các bạn chia sẻ video giúp mình nhá. Cảm ơn anh em. Đừng quên đăng ký kênh để là người đầu tiên nhận được video khi mà kẹo đăng video nhá. Đậu xanh. À đủ. Mình nghi là có người đây anh em ơi.
một hòm thính ngay chỗ này và trông kiểu nó rất là vắng luôn. Thì cái kiểu này là kiểu mà sắp có người đấy anh em ạ. Anh em chúng ta nên suy nghĩ một tí đi. Oh my god, không có ai, không có ai. Nhưng mà không sao, khi mà mình vừa lượm được thêm cái cây súng băng nữa, ổn phết anh em ơi. Yes, let's go. Đấy, nhiều khi tôi hơi đa nghi anh em ạ. Chạy mệt nghỉ nhưng mà không có ai. Thôi không sao, anh em yên tâm nhé. Hôm nay thì cái mục tiêu của chúng ta là 10 kill top 1. Thì mình đã hoàn thành được một nửa mục tiêu rồi. Như vậy là 5 kill rồi. Xem như nào, kiếm thêm 5 kill nữa là ok, là ổn áp luôn. Nào, hello 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 hello. Có ai đấy không? Các ông lại đâu cả rồi. Đậu xanh nhỉ. Ôi dồi ôi. Đây thì mình đang cố gắng lượn lờ qua cái xưởng cơ khí một xíu. Nếu như mà có thằng nào thì nó cũng sẽ chạy ra sớm thôi. Đấy, cơ bản đang lượn lờ xíu ấy mà, lượn lờ sương sương ấy mà. Phía trước mặt này hả? Đậu xanh. Tề hình là vẫn không thấy ai đâu. Đấy, tôi nói với các ông rồi mà. Này, có thằng nào thủ cho ông xuống đi. Đậu xanh. Nhiều khi kiểu tìm mệt mỏi. Mệt mỏi vì học giỏi. Đấy, còn kẹo thì mệt mỏi vì không tìm thấy địch. Tầm này không biết là mấy anh em cấp 1, cấp 2 anh em phải đi học chưa nhỉ? Tôi nghe nói là cấp 3 với lại đại học thì người ta đi học khá là lâu rồi ấy. Hoặc là một số đại học người ta vẫn đang nghỉ thêm ấy. Lâu lâu trò chuyện với anh em một tí, tầm này thì anh em ăn cơm chưa? Ăn cơm chưa? Nhờ. Anh em nhiều khi có khi là tôi sợ anh em bị ám ảnh bởi cái câu gọi là anh em ăn cơm chưa ấy. Giống như kiểu là mấy thanh niên gọi là tán gái suốt ngày. Em ăn cơm chưa? Em ăn cơm với gì? Em đang làm gì vậy? Khổ. Thôi ok, lên trên cái đi. Tôi lại sợ anh em ám ảnh ấy chứ nhở. Thế anh em đang làm gì thế? Ok. Đây còn lại 9 đứa này. Cơ hội chiến thắng thì nó đang đến rất là gần rồi. Chẳng qua là 5 kill này không ăn thua à. Kiếm thêm 5 kill nữa anh em, em 10 kill cho nó tròn. Đâu các ông đâu? Các ông đâu? Các ông ra đây hộ cái. Đây rồi. Mày này, thằng quần đỏ này. Úi dồi ôi, đang chơi game nhấn lộn vào cái nút âm lượng. Tí nữa thì toạch nhưng mà không sao. Đấy ok, vẫn ăn được nó bình thường. À, nữa hả? Oh my god. Hình như là xong một kèo của hai đứa đang solo với nhau. Oh my god. Ui vai. Vai. Càng này chơi. Đậu xanh luôn anh em ơi. Bị móc này. Hình như thằng bé xài VS thì phải, mình thấy là rút máu kinh phết đấy. Ui, ui vãi cả trưởng. Chạy lẹ. Ui dồi ôi, bị hai bên nó vả cho đúng xanh mộ này. Ui, cái gì đấy, pin yếu. Vãi cả trưởng. Thôi xong, pin yếu nữa. Ui, gì thì cũng phải đợi mình chơi nốt trận chứ anh em ơi. Ui, đang chơi game pin yếu này. Hỏng, toang hoang cửa nhà rồi. Đậu xanh, sợ vãi luôn anh em ơi. Không thấy thằng nào qua đây này. Qua đây các bạn ơi. Qua đây các bạn trẻ ơi, nhanh, không điện thoại mình hết pin. Vãi cả nồi. Ui, bên này có người nữa này. Ui, ghê vậy, cái gì vậy? Phía sau luôn anh em ơi. Ui dồi, mấy ông tha tôi cái đông quá sao tôi chơi. Vai cả trưởng thật sự này. Đâu rồi? Chú đang đâu? Ở đâu? Ở đây á? Ở đây á? Úi dồi, ở đây á? À. Ui, vai cả trưởng còn tí máu này, sau máu này. Oh my god, còn sau máu này. Ui mày chưa đai luôn anh em ơi. Ui vai cả trưởng cái gì đấy? Nani? Cái gì đấy? Oh my god. No. Càng vãi trưởng tay anh em ơi. Đùa nhau đấy à? Oh my god. Cậu giỏi qua đây bạn ơi. Chắc là mình phải qua mình solo với nó thôi anh em ơi. Hai trái liệu này, câu nốt này. Ghê vãi luôn anh em ơi. Xuống vả nó. Mày đùa với tao đấy à? Rồi nha anh em ơi, dựng chém keo này. Uầy, đâu rồi? Ui, nó bị hạ rồi á. Thế là thằng phía trên hạ nó rồi. Oh my god. Kìa. Đông ghê vậy. Mày này, quần máu hả? Yes. Ngon lành. 8 kill, rồi có 2 thằng nữa. 2 thằng nữa thôi anh em ơi. Ui, phải nói là bây giờ trận đấu đang rất là căng rồi anh em ơi, đang rất là nảy lửa rồi. Cơ hội chiến thắng của mình lúc này là 33% anh em ơi, 33.33%. Ui, hai thằng nữa và nhanh cố gắng đây. Rất là nhiều bông keo luôn, nhanh tay lượm luôn nào anh em nào. Ui dồi ôi. Công trời cạn này, chết tôi. Này vứt bớt mấy cái trang bị đi. Nani? À kia. Kìa anh em thấy không ạ? Một đứa nó vừa chạy rông ở ngay phía trước mặt nhá. Rồi nha, ok. Mình sẽ tiếp tục mình dùng cây ăn ở trên tư mình quẩy này. Hai đứa. Đâu rồi, anh em đâu?
slow với kẹo này. Thêm một kẹo. Mình lựa thêm một kẹo đã. Oh my god. Tầm này căng đấy. Ông nào bảo không căng đi. Một đứa chắc là phía mông kẹo bên tay trái đây. Thế còn đứa nữa chắc ngay phía trước mặt. À đi rồi. Mày này, đứng gọn vào giữa mông kẹo luôn cơ. Oh my god. Được, hay. Ui, đây à. Đậu xanh không ngờ luôn anh em ơi. Thì sao đây à? Ui, đã bắn thằng kia cơ. Mày bắn thằng kia à? Yes. Ngon lành. Boya. Ui, vỗ tay anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo nhé. Và kẹo sẽ kết thúc video tại đây. Bye bye các bạn và chúc các bạn ngày mới vui vẻ.